Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo nhà đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, dự án và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng thời chủ động quyết định thời gian hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang khẩn trương xử lý dứt điểm phương án đặt trạm thu phí đối với dự án nêu trên, đảm bảo công tác thu phí hoàn vốn dự án được triển khai khi dự án đưa vào sử dụng, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 1, 2022. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hiện đạt 90% khối lượng, đang thi công nước rút để phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Hệ thống đường cao tốc, đường dẫn, cầu vượt đã hoàn thành, đơn vị dự án đang lắp đặt thiết bị an toàn giao thông trên tuyến. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đi qua 5 huyện của Tiền Giang và nối tiếp với cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch giúp giảm tải cho quốc lộ 1A kết nối vùng Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng vốn ban đầu hơn 14.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và cơ quan quản lý, dự án được điều chỉnh tiến độ hoàn thành và tổng mức đầu tư còn hơn 12.000 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.